Phùng Lôi, các ngươi đã bị bao vây rồi. Được lắm, Lưu Bối Bối, dám hợp tác với Quang Minh, chơi trò không thành kế lừa ta. Lão tử lừa ngươi đấy thì sao? Không phục à? Tới đây, đánh chết hắn cho ta. Khốn kiếp, mau tránh ra, cứu ta. Đại ca, tiểu thư, Phùng Lôi đã chết, các ngươi muốn như hắn sao? Trại chủ chết rồi. Đầu hàng, ta đầu hàng, đầu hàng. Ngồi xuống, bỏ xuống, đại nhân tha mạng. Đi qua bên này, ngồi xuống. Đừng cử động. Quan Ngư, đám người này để lại cho ngươi. Rõ. Muội không sao chứ? Chỉ là đám sơn tặc, không phải đối thủ của bổn tiểu thư. Cảm ơn muội vừa nãy đã cứu ta, coi như báo đáp ơn huynh đỡ ta một kiếm. Không được, chuyện này ta phải ăn dạ muội cả đời. Dương lão đệ đến rồi. Từ huynh hôm nay có nhã hứng thật. Nào, mời ngồi, mời ngồi. Nào, mang trà. Dương lão đệ đến chơi thôi, sao còn mang theo quà thế? Lần trước thấy Từ huynh bị thương, hôm nay có ý đến thăm. Dương lão đệ có lòng rồi. Lão đệ không giận lão ca nữa sao? Nào dám, nào dám. Lão đệ giận thông minh nhất. Sao lại nói vậy? Hôm nay không đi diệt thổ phỉ. Một văn nhân như ta lại không biết võ công, đi rồi cũng vô dụng. E rằng bọn chúng không về nữa đâu. Dương lão đệ càng ngày càng gần chức vị huyện lệnh rồi. Nói đùa, trong phủ huynh chẳng phải vẫn còn một huyện lệnh thật sao? Hắn làm huyện lệnh sao có thể tốt bằng Dương lão đệ? Đa tạ Từ huynh đề bạc. Nhưng mà nói đến huyện lệnh, tri phủ năm đó thăng chức từ huyện lệnh, chắc hẳn cũng được Từ huynh giúp đỡ không ít nhỉ? Ta đâu có năng lực đó. Tri phủ hiện tại mềm rắn không ăn, không hối lộ được, khó giải quyết lắm. Vậy tri phủ năm đó điều đến đâu rồi? Từ huynh biết không? Đủ rồi. Không ăn nổi nữa. Dương lão đệ, vì sao lại hỏi han chuyện này? Không có. Thì là nghe Từ huynh nói thế nên tò mò thôi. Chẳng lẽ Dương lão đệ nhìn trúng Khương tiểu thư muốn trèo cao đến tri phủ? Không có. Từ huynh nói đùa, nói đùa. Ta thấy cũng không hẳn không được. Ừ.
Chủ công, xử lý xong rồi. Được, lát nữa sai người chôn họ. Sau đó khi rút lui, giả vờ đi ngang ác cậu lĩnh, tiêu diệt đám Dư Nghiệt, rồi các ngươi về huyện nha. Ta sẽ chờ các ngươi ở cửa huyện nha. Dạ được, vậy hai người đi đường cẩn thận. Không sao, chẳng phải có đại tổ ngươi bảo vệ ta sao? Đi thôi, ta đưa muội đi xem phong cảnh xung quanh đây. Huynh muốn đi báo tin cho những người khác của Thanh Phong trại chứ gì? Ngải đại nhân, mời. Ngải đại nhân, mấy ngày nay ở trong phủ có tốt không? Tốt lắm, đa tạ Từ Viên ngoại khoản đãi. Khách sáo. Tính ngài A Khuê cũng sắp về rồi, đến lúc đó ngài có thể đoạt lại chức quyền lệnh của ngài rồi. Vậy thì trông cậy vào Từ huynh giúp đỡ. Lão gia, huyện nhà đi diệt thổ phỉ trở về rồi. Cái gì? Nào 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 nào, đừng chen lấn, đừng chen lấn. Tất cả đứng đàng hoàng. Ngải đại nhân sắp đến rồi. Mọi người chờ chút, đứng yên. Cảm tạ ngải đại nhân tiêu diệt thổ phỉ. Nếu không có ngải đại nhân, không biết chúng ta còn phải chịu khổ tới mức nào. Đúng vậy, đây là việc ta nên làm thôi. Cảm tạ ngải đại nhân cứu con ta, đánh sơn tặc cứu con gái của ta. Ngải đại nhân đã báo thù cho chúng ta. Nếu không có ngải đại nhân, chỉ sợ ngày nào đó đám dân nhà chúng ta chết trong tay sơn tặc. Ta giết con trai ông khi nào, giết con gái ông khi nào, đều do tên khốn Phùng Lôi làm. Ngay ra làm gì? Còn không đỡ họ lên đi. Cảm tạ ngải đại nhân. Nào nào nào, đứng lên đi. Đứng lên, mau đứng lên. Tất cả đứng lên đi. Ta đảm bảo với các vị, sau này chỉ cần có ta, huyện Cao Nhai sẽ không xuất hiện một tên sơn tặc nào. Ngải đại nhân chính là đấng cứu thế của chúng ta. Đấng cứu thế, 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 đấng cứu thế. Nào.